Snow quá trời. Trưa nay lười vắng vẻ vì mùa Covid nè. Ở đây chính phủ nó không có cho tụ tập. Ta cũng mong năm mới 2021 nhiều may mắn, sức khỏe. Chị con nói gì? Không. Get out, let's go. Bye. Đây. Mời vô xe đi con, lạnh đi. Mom, can I prove the snow? Bây giờ snow nhanh rồi, let's go. Nó ra chùa không có mở cửa, tính đi ngày mai nữa là giao thừa, đêm giao thừa rồi ngày mai. Thành ra cũng hơi buồn. Hả? À, bấm chuông vậy. Ok, thôi đi, mình đi về thôi vì ra chùa không có mở cửa. Đây là xe đạp nè, bicycle. Nó bán để bicycle mỗi cái nó có cái helmet đó, mấy trăm đồng một cái đó, cái bicycle vậy đó. Khoe đôi chị sen để mất khoe vô bicycle Mỹ nó bán. Nếu có nữa nó hàng lên trên cao này nè. Chiếc này mấy trăm đồng á. Ui bên đây nhiều lắm nè. Hem mịt cho đứa nhỏ. Chứ trời, mấy chục đồng, 24.99. Có cây ly 24.99. Tùy cái nha, có cái 1999. Gì cả? Con cái đó ngọt lắm boy ơi, mẹ sợ. Đây mà Zizia nó kêu mà cả. Nó biết mình đi hướng này, nó chỉ lủi qua hướng khác rồi. Hai đứa này. Đây, hello. Thấy nó chạy qua dãy bên kia. Hello. Hôm đầu năm tới giờ mình mới đi shopping lại. Nay tính ra mùng 5 mà hả? Mùng 5, mùng 6 gì rồi. Nay đi đi shop cũng hơi trễ nên hơi vắng. Hơi vắng người. Sớm chút đông lắm mà đi trễ về cũng đỡ. Không thích đông, mùa này đâu có thích đông đúc đâu. Giống vậy. Lúc lên không biết phải xin xe. Dạ. Tụi nó chạy xuống xúc với kia vô nè. Hai đứa. La 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 la.
So you're not blowing all them up, you're going to do one. Spider-Man. Put them by the kitchen. Kitchen. Bên đây. Riren 50%. Somewhere nó nói 50% nhưng nó nâng giá lên rồi nó nói 50% thì thật ra nó cũng ớt không bao nhiêu tiền hết á. Nâng giá lên một chút. Thế nhưng đâu rồi, mới thấy hai đứa chạy đâu mất chiêu. Vô đây lẹ lắm mọi đứa. Đứa nào nó lấy chạy.